Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, trong những năm qua, cùng với cả hệ thống chính trị, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận đấu tranh chống các quan điểm sai trái, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Là trung tâm giảng dạy, nghiên cứu lý luận chính trị, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên có tri thức, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức để phụng sự Đảng, phụng sự nhân dân. Học viện Chính trị khu vực 2 có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Từ khi nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, được ban hành đến nay, Học viện Chính trị khu vực 2 đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực 2 được thành lập và kiện toàn. Đội ngũ chuyên gia thực hiện nghị quyết số 35 cũng được thành lập, gồm những cán bộ, giảng viên, viên chức tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều đóng góp trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đồng thời thành lập văn phòng Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực 2. Xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt, xung kích, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, trong đó phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên Học viện Chính trị khu vực 2 trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chỉ đạo các đơn vị giảng dạy lồng ghép vào nội dung các bài giảng, xây dựng chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên tạp chí Khoa học Chính trị và trên cổng thông tin điện tử của Học viện. Từ năm 2018 đến nay, các khoa giảng dạy tại Học viện Chính trị khu vực 2 đã thực hiện lồng ghép trên 100 nội dung vào các chuyên đề bài giảng, đề thi do các khoa phụ trách, tăng cường kết hợp giảng dạy lý luận với tuyên truyền về nhiệm vụ, giải pháp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng thời định hướng để học viên tích cực tham gia vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Bên cạnh đó, việc đưa các chuyên đề ngoại khóa vào giảng dạy các hệ lớp tại Học viện Chính trị khu vực 2 đã được thực hiện tốt. 5 trong 8 chuyên đề thực hiện nghị quyết số 35 đã được đưa vào giảng dạy gồm lịch sử vùng đất Nam Bộ, lịch sử đấu tranh cách mạng vùng Đông Nam Bộ, nhận diện và luận cứ khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, phòng chống diễn biến hòa bình trên các lĩnh vực dân tộc tôn giáo ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay, nhận diện các quan điểm sai trái và luận cứ phản bác về nhất nguyên chính trị và đa nguyên chính trị. Ngoài ra, đội ngũ giảng viên của Học viện còn tích cực tham gia cuộc thi chính luận do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, qua đó tạo được nguồn bài có chất lượng về nhiều nội dung khác nhau để đăng lên các trang mạng chính thống của Học viện Chính trị khu vực 2, đồng thời tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò tầm quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Mặt khác, nâng cao nhận thức trách nhiệm, rèn luyện năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên các lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ giảng viên của Học viện Chính trị khu vực 2. Chúng tôi chủ trương là ngay trong từng bài giảng một phải làm sao đưa ra được những luận điểm sắc sảo, khẳng định tính khoa học, cách mạng và tiến bộ trong từng quan điểm một của chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng Nhà nước ta. Và việc khẳng định đó, làm rõ đó cũng là một sự bảo vệ nền tảng tư tưởng. Và đồng thời, ngay trong từng quan điểm một, trong từng ý một, liên hệ ngay với những ý kiến xa lạ, những ý kiến mà họ xuyên tạc mình để có những ý kiến sắc sảo trả lời ngay trong từng bài giảng. Việc thứ hai đó là toàn bộ quá trình chuẩn bị thi cử, học tập, rèn luyện của thầy cô giáo và của học viên tại đây đều thực hiện tinh thần 35 cả. Người học ở đây khi ra trường có hai cái điểm, điểm học tập và điểm rèn luyện. Trong điểm rèn luyện ấy chấp hành nội quy quy chế nhân dân, trong đó có tham gia vào cái việc bảo vệ nền tảng tư tưởng không? Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh là đơn vị có chức năng đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức viên chức ở địa phương về lý luận chính trị, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, kiến thức về một số lĩnh vực khác,
tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Do đó, đội ngũ cán bộ giảng viên nhà trường được xác định là những chiến sĩ tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, cũng như trang bị hướng dẫn cung cấp kiến thức, kỹ năng, phương pháp cho học viên để có thể tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch một cách hiệu quả. Bên cạnh việc lồng ghép nghị quyết 35 vào bài giảng của các chương trình đào tạo bồi dưỡng, đội ngũ giảng viên trường chính trị Tây Ninh còn thường xuyên tham gia các hội thảo, tọa đàm, đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ giảng viên, hình thành nguồn tư liệu phong phú phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Ngoài ra, đội ngũ giảng viên của nhà trường không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nắm chắc về những nguyên lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo cho thực tiễn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tích cực nghiên cứu cập nhật những vấn đề lý luận mới, tình hình thực tiễn của thế giới, của đất nước, của địa phương, các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để củng cố vững chắc thế giới quan và phương pháp luận biện chứng duy vật. Tại khoa xây dựng đảng của trường, trong chương trình trung cấp lý luận chính trị, giảng viên của khoa thực hiện giảng dạy 5 học phần, gồm có học phần lịch sử đảng, học phần đường lối chính sách của đảng và nhà nước Việt Nam, học phần xây dựng đảng, học phần mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và học phần thực tiễn kinh nghiệm xây dựng và phát triển Tây Ninh. Trong từng học phần, cũng như trong từng bài giảng, giảng viên sẽ thực hiện việc lồng ghép, tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ngay từ khâu soạn giáo án cho đến khâu giảng dạy, thảo luận ở trên lớp và ra đề thi kết thúc học phần. Là đối với giảng viên trường chính trị thì sẽ làm cái công tác là tuyên truyền, giảng dạy về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của đảng, về chính sách pháp luật của nhà nước. Và ngoài cái nhiệm vụ tuyên truyền giảng dạy ra thì giảng viên lý luận chính trị còn có nhiệm vụ là phải định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để họ có được cái nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về nền tảng tư tưởng của đảng ta, cũng như là cái sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Và đội ngũ giảng viên trường chính trị thì ngoài cái nhiệm vụ giảng dạy ra thì họ còn làm cái nhiệm vụ là nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và phải đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở. Thông qua các cái hoạt động đó thì sẽ giúp cho người giảng viên có được những cái kiến thức thực tiễn để bổ sung vào bài giảng, đảm bảo thực hiện theo cái phương châm là gắn lý luận với lại thực tiễn, và đồng thời cũng thông qua cái hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và đi thực tế ở cơ sở thì giúp cho người giảng viên thực hiện được cái nhiệm vụ nghiên cứu của mình để góp phần trong cái việc là cung cấp những cái luận cứ khoa học, làm sáng tỏ những cái vấn đề lý luận và thực tiễn về cái công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Để phát huy hơn nữa vai trò của giảng viên trường chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám hiệu trường chính trị Tây Ninh tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, đưa nội dung nghị quyết số 35 vào chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cũng như thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của đội ngũ cán bộ, giảng viên. Thứ nhất là tiếp tục là quán triệt, nâng cao cái nhận thức của cán bộ giảng viên trường chính trị, vị trí vai trò trường chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, để mỗi cán bộ giảng viên đều nhận thức rõ được cái đó và trên cơ sở đó là tự giác thực hiện. Cái điểm thứ hai là quan tâm là bồi dưỡng cái kiến thức lý luận, và bên cạnh đó là cũng tạo điều kiện để anh em có thêm cái kiến thức thực tiễn, tức là tạo điều kiện để anh em đi thực tế, để kết hợp giữa kiến thức lý luận thực tiễn để vừa phân tích lý giải cái đường lối chủ trương quan điểm của đảng, rồi cái nền tảng lý luận một cách khoa học, vừa là phản bác một cách có hiệu quả để trên cơ sở đó là đấu tranh có hiệu quả và cũng tạo niềm tin cho cái học viên nữa. Và cái điểm thứ ba là để phát huy cái tinh thần trách nhiệm của anh em, thì một mặt là nhà trường cũng sẽ có những cái cơ chế chính sách để mà động viên an ủi, đồng thời cũng có những cái cơ chế mang tính chất ràng buộc để anh em là có tinh thần trách nhiệm, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện.
Bên cạnh đó, mỗi giảng viên không ngừng tự học tự rèn để nâng cao trình độ về mọi mặt, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có tư duy khoa học, có lý luận sắc bén và đạo đức lối sống gương mẫu, có đủ bản lĩnh định hướng đấu tranh chống lại quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Quý khán giả thân mến, chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.